vùng chứ mô phổi bị pneumonia gọi là death bay không. Thì nghĩa thì khoảng chết death bay là một lượng khí bên trong phổi nhưng không dùng để trao đổi khí với cái bao mạch phổi. Về phân loại thì mình có cái là khoảng chết giải phẫu, khoảng chết chết nang, khoảng chết sinh lý. Bệnh do sự trao đổi khí gì ra tại các phế nang nên các lượng khí mà tồn tại trong các cái phế quản, các đường dẫn khí á, tại nó không có diễn ra sự trao đổi khí thì cái đó gọi là người ta gọi là khoảng chết giải phẫu. Còn về khoảng chết phế nang đó là không khí đã tồn tại tại các phế nang nhưng tại đó sự trao sự tưới máu bị hạn chế hoặc là không có, thì cái không khí ở đây thì ta gọi là khoảng chết phế nang. Còn khoảng chết sinh lý thì gọi khoảng chết giải phẫu, còn khoảng chết phế nang. Phế nang thì đi qua cái sân đây là khi phế nang được thiếu máu bình thường nhưng tại đó sự không khí lại kém làm cho cái bùng máu tại đó nó không có sự trao đổi khí với nhau thì nó sẽ là không được cung cấp đủ oxy. Và khi nó đi qua cái phế nang này nó sẽ trộn lẫn với các máu không được cung cấp oxy đầy đủ thì nó sẽ gây ra một hiện tượng là sân. Nên là được cái sân giải phẫu thì nó cũng là một cái sự trộn máu kém oxy hóa với máu đã được oxy hóa đầy đủ, nên là do sự xảy ra khi máu đi tập qua các phế nang như rất là không thấp không đi nhỉ. Và cái thứ hai là từ ngoài phế quản thì mà nó biết là cần phổi cung cấp máu cho chúng ta, cung cấp máu thiếu oxy lên phổi để diễn ra sự trao đổi khí và là lấy oxy và thải CO2. Còn động mạch phế quản thì sẽ là có nhiệm vụ là nuôi phổi, thì sau khi nuôi phổi xong nó sẽ gom về các kinh mạch phế quản được làm máu đang bị mất oxy, thì phần lớn nó là đổ vào cái tĩnh mạch đơn này về cái tĩnh mạch chủ, nhưng một lượng nhỏ nhánh nhỏ nó lại đổ thẳng vào tĩnh mạch phổi. Thì tĩnh mạch phổi là tĩnh mạch đã được cung cấp oxy đầy đủ thì do sự trộn lẫn thì nó gây ra tưởng đây là xăm nữa. Về lại viêm phổi thì như muốn nghe là một cái tình trạng viêm của nhu mô phổi chủ yếu phế nang. Nguyên nhân thường gặp đó là các virus vi khuẩn nấm ký sinh trùng đánh viêm thì thường xảy ra ở các cái nang làm cho cái lọc phế nang chứa cái đầy dịch cái tế bào viêm ngủ. Đánh viêm này có thể lan rộng ở các tiểu thùy phân thùy và các tiểu thùy thì tổn thương diễn ra ở các giai đoạn kế tiếp như là giai đoạn xuất tiết, gan máu đỏ, gan máu xám. Mỗi giai đoạn mình có đi cái đại thể và vi thể nên nhiều nguyên nhân chung nữa, nó có đặc điểm chung là lòng phế nang ở đây chứa các dịch mủ nhiều và cái mao mạch ở xung quanh thì sung huyết. Thì theo mình các bạn có thể thấy là cái lòng phế nang nó có chứa đầy dịch. Đây là hình ảnh mô học, thì bên đây thì là cái phế nang bình thường, lòng phế nang bị chứa sung huyết. Chúng ta sau không thấy thì đây là lát tới ngang cái lưng cái tế bào lát đơn, còn bên đây là tới ngang hình ảnh tới ngang nó bị di bột thì cái lòng tới ngang ở đây nó lên trước đầy dịch ở đây là. Một tấm lại ở đây thì bây giờ khoảng chết đó, thì đặc điểm nó là tại đó có sự khí không khí nhưng mà không có sự tưới máu hoặc hạn chế tưới máu. Còn về xanh thì là có sự tưới máu diễn ra bình thường nhưng không khí ở đó lại kém, hay một nguyên nhân nào đó làm cho cái sự trộn máu không được oxy hóa với máu không được oxy hóa. Còn đặc điểm cái nang về trong cái viêm phổi thị ở đây thì lòng cái nang chứa là cái dịch mủ làm cho cái sự không khí ở đây á kém, nhưng tại đó thì sự thiếu máu vẫn được diễn ra. Thì qua đó thì mình kết luận ở đây là cái đường chủ mô phổi bị niêm mô ra thì không gọi là death bay mà gọi là tại đó gây ra tự xanh. Trình bày cũng đây các bạn có thể